Nhà anh đây chắc nông dân không giàu sang chi lắm em ơi. Tết cũng muốn đi chơi mà bình mang vàng ra phơi. Anh đâu có chi đâu, trên là răng dưới hai chân. Nhưng ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh qua tính em nhưng mà chưa tiền ngỏ lời. Hai gia đình chưa mong đăng hồ đô. Em thấy sao? Nhà anh